Các bác cái máy khoan giấy nhá. Đây, anh đo xem nó khoan được khoảng độ bao nhiêu. Khoảng 5 phân. 5 phân đó. Đó. Đây giờ em điện là 110 nhá, máy hàng Nhật này. Chuẩn này. Đây. Kokuvo nhá. Rồi. Mũi khoan chuẩn luôn này. Đó. Anh em thấy không? Ngọt như miến ủi nhá. Đó. Rồi anh dừng lại đi. Đó. Máy hàng Nhật đã qua sử dụng rồi nhưng mà ngon này luôn. Đây anh em coi đây. Đây cho anh em coi cái nỗ của nó ra này. Nỗ 6 ni nhá. Còn anh em thích nỗ bao nhiêu ni thì thay chỉ thay mũi khoan. Mũi khoan hàng Nhật này. Anh bật lại cái ấy cho nó quay à. Đấy thấy chưa? Im re luôn, không có nghe tiếng động đậy nha. Rồi. Anh em nào mà thích thì alo cho em nha. Rồi xin cảm ơn. Nhà em nhiều máy lắm. Các loại. Đây còn mà bác nào thích máy nào thì em chiều máy đó nha. Tình chuyên về máy khoan giấy về ngành in. Em còn tình của Nhật nhá. Máy đã qua sử dụng rồi nhưng mà còn rất là ngon. Rồi cảm ơn anh em nhá.